Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy nổi tiếng về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, một trong những loại cây được đánh giá rất cao về ý nghĩa phong thủy chính là cây kim tiền. Trên cái tên của nó đã nói lên ý nghĩa về sự phát tài, phát lộc hay giàu sang phú quý cho những người sở hữu. Cũng chính vì vậy mà cây kim tiền luôn nhận được sự quan tâm của những người yêu cây cảnh, cây phong thủy. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ được yếu tố phong thủy của cây là như thế nào, cây hợp với tuổi nào, mệnh nào. Chắc quý vị cũng đang rất thắc mắc. Không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Sa Cát tìm hiểu xem cây kim tiền phù hợp với ai, với mệnh nào trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Kim có nghĩa là tiền, nó thường được liên tưởng đến phú quý, nên loại cây này còn được biết đến với cái tên thứ hai là phát tài. Cây hợp với tất cả các bản mệnh của con người, vì vậy cây luôn là lựa chọn số 1 của những người chơi cây phong thủy. Với dáng vẻ căng tràn sức sống, cành lá cứng cáp, màu xanh thu hút, kim tiền không chỉ gây sự chú ý cho chính bản thân mình mà còn cả không gian xung quanh nó. Đặt một chậu kim tiền nhỏ xinh trên bàn làm việc sẽ đem lại cảm giác tươi xanh và mát mẻ. Sự phát triển mạnh mẽ và cứng cáp của kim tiền như đang tiếp sức, tạo động lực cho gia chủ. Cây với những cành lá to khỏe giúp làm ẩm bầu không khí tốt hơn. Đặt một chậu cây kim tiền trên bàn làm việc trong phòng máy lạnh giúp không gian xung quanh được ẩm hơi nước và tươi mới hơn, đồng thời thanh lọc không khí, khói bụi, vi khuẩn xung quanh phòng làm việc, mang lại không khí trong lành cho mọi người. Những lúc làm việc căng thẳng, chỉ cần nhìn cây kim tiền căng tràn sức sống cũng khiến những stress của chúng ta tan biến đi. Lá của cây kim tiền có màu xanh dịu mát, dày mọng, đầy sức sống. Sau khi đôi mắt của chúng ta làm việc điều tiết nhiều, chỉ cần nhìn vào màu xanh tươi của lá cây kim tiền thì nhanh chóng được cân bằng trở lại. Cây kim tiền được xem là món quà ý nghĩa mang lời chúc tốt đẹp dành tặng cho gia đình, bạn bè và người thân. Kim tiền cũng chính là món quà được ưu tiên chọn lựa đầu tiên trong các dịp khai trương, lễ Tết và tháng trước. Quý vị thân mến, theo phong thủy, cây kim tiền là mộc, tồn tại và phát triển. Trong đó có yếu tố thổ, trồng trong nước được xem là thủy và trồng trong chậu hoặc bình thủy tinh là kim. Đây là những yếu tố tích hợp trong cây kim tiền mang tính âm phù hợp với trang trí hiện đại theo phong thủy, đó là tính dương. Vậy cây kim tiền hợp với những tuổi nào, người mệnh nào nên sở hữu cây kim tiền trong nhà? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình. Cây kim tiền được nhắc đến là phù hợp với tất cả các mệnh. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý cách sử dụng chúng sao cho đúng với từng bản mệnh khác nhau, tránh việc lợi không thấy mà hại đầy rẫy. Đối với những người mệnh hỏa, mệnh mộc, đây là mệnh hợp nhất cho các loài cây phong thủy vì cây thuộc hành mộc, mộc sinh hỏa. Người mệnh này có thể tha hồ lựa chọn các loại kim tiền từ trồng thường cho đến thủy canh. Đối với những người mệnh thủy, cây kim tiền ở dạng thủy canh và trang trí vài viên sỏi trắng trong chậu được khuyến khích sử dụng cho những người mệnh thủy vì thủy là nước, màu trắng là hành kim mà kim thì sinh thủy. Đối với những người mệnh kim và mệnh thổ, người mệnh này nên xài chậu sứ và trang trí trên mặt chậu thêm vài viên sỏi trắng hoặc vàng. Vì màu trắng là hành kim, vàng là hành thổ, thổ sinh kim. Vậy cây kim tiền hợp với những người tuổi nào? Cây kim tiền đặc biệt phù hợp với những người tuổi Tý. Người cầm tinh con chuột thường có tài sản nhưng chưa biết nắm bắt vận may nên bỏ lỡ nhiều cơ hội làm giàu. Cây kim tiền về ý nghĩa đem lại tiền tài và sự ổn định về tài chính. Nó sẽ giúp cho gia chủ tăng khả năng nắm bắt cơ hội làm giàu. Bạn hãy dành chút thời gian tìm hiểu xem nên đặt cây kim tiền ở đâu để phát huy tốt nhất phong thủy.
Những người tuổi Tý nên đặt một chậu cây phát tài trong nhà hoặc chỗ làm việc để tăng sự may mắn, mang nhiều tài lộc cho mình. Cây kim tiền sẽ giúp cho người Tý can đảm mạo hiểm trong các phi vụ làm ăn, đầu tư và can đảm trên những thách thức trong công việc. Ngoài ra, người tuổi Tý nên trồng cây kim tiền vì nó làm cho tinh thần của gia chủ luôn thoải mái, duy trì được ngọn lửa đam mê trong công việc và cuộc sống. Quý vị thân mến, ở phần đầu tiên của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát đã giới thiệu cho quý vị về ý nghĩa của cây kim tiền, cây hợp với mệnh nào và tuổi nào. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ cho quý vị về các cách trồng cây, cách lựa chọn và vị trí trồng cây kim tiền để cây có thể phát triển, đem lại may mắn và tài lộc cho bạn và người thân trong gia đình. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, cách trồng cây kim tiền trong đất. Có 3 cách trồng cây kim tiền là tách bụi, xâm lá và gieo hạt thông thường. Trong đó, phương pháp gieo hạt nảy mầm thường mang lại kết quả không cao. Tách bụi là phương pháp giúp cho cây dễ sống nhất nhưng chỉ áp dụng với trồng cây tại nhà, số lượng ít. Để đạt hiệu quả cao và trồng được với số lượng lớn thì nên trồng cây kim tiền bằng cách xâm lá. Đây cũng là phương pháp được áp dụng nhiều nhất để trồng cây kim tiền. Để lá cây không bị phân hủy thành chất hữu cơ trước khi trồng, lá cây kim tiền thường được ủ ẩm với gritty và bón thêm một lượng phân polythene cho đất. Trong giai đoạn đầu, đất trồng nên có độ pH từ 5,5 đến 6,5 và chứa nhiều mùn, dễ thoát nước. Thứ hai, cách trồng cây kim tiền thủy sinh. Cây kim tiền thủy sinh hay còn gọi là cây kim tiền thủy canh là hình thức trồng mới trong thời gian gần đây. Để chăm sóc cây kim tiền thủy sinh, chúng ta cần lưu ý những điều sau. Điều tiên là việc thay nước cho cây kim tiền thủy canh cần được thay nước định kỳ từ 5 đến 7 ngày một lần. Trong quá trình thay nước, các bạn nhớ để ý phần rễ hỏng của cây. Phần nào hỏng thì cần được cắt bỏ. Khi cho cây lại vào bình thì cần nhẹ tay, tránh làm hỏng những rễ còn lại. Ngoài ra, còn cần chú ý đến việc cung cấp đủ nắng cho cây với cây kim tiền để bàn hoặc cây kim tiền trồng trong nhà. Bạn cần cung cấp đủ nắng cho cây để cây được phát triển tốt. Thời gian lý tưởng cho việc này là 1 tuần 2 đến 3 lần. Mang cây ra phơi nắng sớm từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Cần tránh ánh nắng gắt vì nó có thể khiến cây bị sốc nhiệt và cháy lá. Cách lựa chọn và vị trí trồng cây kim tiền. Thứ nhất, cách chọn mua cây kim tiền. Các bạn nên chọn cây kim tiền có cành lá cao đều với nhau, cành lá nguyên vẹn, không bị rách rời. Ngoài ra, nên chọn loại cây có lá bên trong cao, thấp dần khi ra bên ngoài. Bầu đất còn nguyên vẹn, không bị xáo trộn, đất trong bầu còn tươi xốp, thông thoáng tốt cũng là yếu tố quyết định cây có sống tốt hay không. Ngoài ra, nên chọn chậu cây to hơn với bầu cây hiện tại để phù hợp cho sự phát triển của cây trong tương lai. Chậu cây cần có lỗ thoáng để thoát nước và giúp cây sinh trưởng tốt hơn. Khi chọn chậu cây, nên chọn các loại chậu có màu trắng hoặc đỏ để phù hợp với ngũ hành tương sinh, hoặc các loại chậu có hình dạng uốn lượn, mềm mại để hòa hợp về âm dương. Thứ hai, nên đặt cây kim tiền ở vị trí nào? Vị trí đặt cây kim tiền đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nó vừa đảm bảo hài hòa về mặt phong thủy, lại góp phần đảm bảo cây có đủ ánh sáng và đảm bảo điều kiện sinh trưởng tốt, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. Vị trí đầu tiên đó là bạn có thể đặt cây tại tiền sảnh, đại sảnh. Đối với các tòa nhà văn phòng hay là mặt phố có không gian rộng và nhiều ánh sáng giúp cây hấp thụ, quang hợp, đón tài lộc cho cả tòa nhà. Đặt chậu cây kim tiền cỡ đại trên bệ cao phía đông, quẻ trấn thuộc mệnh mộc, cùng đông nam quẻ tốn mệnh mộc là vị trí đẹp và hợp phong thủy. Bạn cũng có thể đặt cây tại bàn làm việc. Thường thì dân văn phòng, dân kinh doanh liên quan đến tiền bạc, thăng chức tiến chức đều rất ưa chuộng đặt chậu cây cảnh kim tiền cỡ nhỏ tại bàn làm việc với mong muốn công việc trôi chảy, thuận lợi, thăng quan tiến chức. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt cây tại cửa sổ, ban công. Việc đặt cây tại cửa sổ, ban công giúp điều hòa không khí, trang trí nội thất đẹp, hiện đại. Điều duy nhất bạn cần lưu ý đó là theo phong thủy, khi đặt cây kim tiền trong phòng khách thì đặt ở cung đông nam, quẻ tốn, mộc, hay bạn cũng có thể đặt ở cung phía đông, quẻ trấn, mộc, cả hai đều là cung tài lộc. Nhưng tuyệt đối không nên đặt cây ở trong phòng ngủ, đối diện cửa ra vào.
Nếu đặt cây ở sảnh nhà, cần kê cây lên bệ cao và đặt gần cửa ra vào để gia tăng hưng vượng. Thứ ba, các cách chăm sóc cây kim tiền. Để chăm sóc cây kim tiền được hiệu quả, bạn cần chú ý các yếu tố sau đây để giúp cây trở nên khỏe mạnh hơn. Đầu tiên, nên hạn chế tưới nước. Tưới nhiều sẽ khiến cây thối rễ, bị vàng và rụng lá. Một tuần tưới phun sương một lần, không tưới đẫm. Khoảng 4 đến 5 tuần, bạn mang ra ngoài sân tưới ướt đẫm một lần, sau đó để ráo nước rồi mang lại trong nhà hoặc để bàn làm việc. Cây trồng ngoài sáng, tiền sảnh thì thời gian tưới nước ngắn hơn so với trồng trong nhà. Trước khi trồng, chọn loại đất tơi xốp, sau đó trộn thêm phân lân cho cây cảnh, mùn gỗ hoặc xỉ than tổ ong nghiền vụn, trộn tơi lên rồi cho vào chậu để trồng, cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây phát triển. Cây chuẩn bị đẻ nhánh. Lúc này, bạn có thể bón thuốc, sử dụng phân lân NPK để bổ sung dinh dưỡng cho cây, bón cách gốc 10cm để tránh sót, gây chết cây. Cây kim tiền là cây sống được cả trong môi trường thiếu sáng và ánh sáng mạnh. Tuy nhiên, không nên để cây tại nơi có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp trong thời gian dài. Cây bị vàng lá cũng có thể do vị trí đặt thiếu ánh sáng. Khi đó, hãy đưa cây ra ngoài ban công, cửa sổ để hấp thụ ánh sáng quang hợp tốt hơn. Cuối cùng là nhiệt độ và độ ẩm. Nhiệt độ tối ưu cho cây lớn phát triển là từ 25 đến 27 độ C. Cây vàng rụng lá khi nhiệt độ dưới 18 độ C và có thể rơi vào trạng thái ngủ đông, tức không phát triển nữa nhưng không chết. Dưới 5 độ C thì cây không sống được. Dù vẫn ở độ ẩm thấp hay cao thì cây vẫn phát triển tốt. Thứ tư, phòng ngừa sâu bệnh và vàng lá. Cây kim tiền có khả năng chống chịu sâu bệnh rất tốt. Tuy nhiên, nó không tránh khỏi một vài bệnh thường gặp như vàng lá, lá mất dần màu xanh, chuyển sang trắng. Nguyên nhân là do thiếu sáng và thiếu nước. Nếu cây kim tiền bị vàng lá, nên điều chỉnh lại lượng nước tưới cho cây hàng ngày, loại bỏ các lá héo úa, lá bị vàng, thường xuyên đặt cây ra chỗ mát, tránh ánh nắng quá mạnh để tránh cây bị khô. Nếu cây kim tiền bị côn trùng tấn công, thì mặt dưới của lá cây thường hay bị dẹp hay bị các loại côn trùng nhỏ bám vào gây hại. Bạn có thể dùng dung dịch xà phòng pha loãng để xịt lên lá nhằm loại bỏ các loại côn trùng này. Ngoài ra, loại bỏ lá bị sâu bệnh, đem cây đi phơi nắng để giúp lá thêm khỏe mạnh. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm những thông tin hữu ích hơn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin mới nhất nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau của kênh Phong Thủy Gia Cát.